Một giấc ngủ ngon là điều cần thiết để duy trì sức khỏe. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ hoặc duy trì giấc ngủ, thì thay vì sử dụng thuốc an thần, bạn có thể cân nhắc bổ sung một số loại thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ. Vậy khi mất ngủ nên ăn gì? Hãy cùng blog ẩm thực tìm hiểu qua video dưới đây nhé! Hạnh nhân là một loại hạt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó cung cấp hormone melatonin giúp hỗ trợ điều trị mất ngủ và điều hòa giấc ngủ. Hơn nữa, hạnh nhân còn là nguồn cung cấp magie phong phú. Việc bổ sung magie hàng ngày có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. 2. Trà hoa cúc. Trà hoa cúc là một loại trà thảo mộc nổi tiếng với nhiều lợi ích cho sức khỏe, như tăng cường hệ miễn dịch, giảm lo lắng và cải thiện làn da. Nó chứa các chất chống oxy hóa và apigenin, một hợp chất giúp thúc đẩy cảm giác buồn ngủ và cải thiện chứng mất ngủ. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ uống trà hoa cúc trong 2 tuần sẽ có chất lượng giấc ngủ tốt hơn so với những người không uống, đồng thời cũng ít gặp triệu chứng trầm cảm liên quan đến giấc ngủ hơn. 3. Cá giàu omega 3. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn cá hồi 3 lần một tuần có giấc ngủ tốt hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống hơn. Các loại cá giàu omega 3 như cá hồi cung cấp vitamin D và axit béo lành mạnh, giúp điều chỉnh mức serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong việc điều chỉnh giấc ngủ. 4. Hạt óc chó. Hạt óc chó là một loại hạt giàu chất dinh dưỡng, cung cấp magie, mangan và chất béo lành mạnh như axit béo omega 3 và axit linoleic. Đây cũng là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp melatonin giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. 5. Những thực phẩm từ đậu nành. Các sản phẩm từ đậu nành như súp miso, đậu nành luộc và đậu hũ cũng là nguồn giàu isoflavone. Hợp chất này hỗ trợ tăng cường sự giải phóng serotonin, một chất hóa học trong não giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Theo các chuyên gia chăm sóc giấc ngủ, người trưởng thành ăn từ 2 khẩu phần đậu nành trở lên mỗi ngày, có thời gian ngủ dài hơn và chất lượng giấc ngủ tốt hơn. 6. Chuối xanh. Chuối, đặc biệt là chuối xanh, rất có lợi cho giấc ngủ của bạn nhờ chứa lượng lớn magie và kali, hai khoáng chất quan trọng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Magie trong chuối xanh còn hỗ trợ duy trì mức GABA, gamma aminobutyric acid, chất dẫn truyền thần kinh điều hòa giấc ngủ. Thêm vào đó, chuối còn chứa tryptophan, một hợp chất giúp kích thích sản xuất serotonin và melatonin, làm cho bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ, chuối là một lựa chọn tuyệt vời. 7. Rau diếp cá. Rau diếp cá không chỉ hỗ trợ điều trị táo bón mà còn rất tốt cho giấc ngủ. Loại rau xanh này giúp bạn dễ ngủ và có giấc ngủ sâu hơn. Những người lớn tuổi gặp phải tình trạng mất ngủ kéo dài cũng có thể sử dụng rau diếp cá để cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình. 8. Quả anh đào. Quả anh đào là một trong số ít thực phẩm tự nhiên chứa melatonin, hormone điều chỉnh chu kỳ ngủ thức của cơ thể. Ăn quả anh đào hoặc uống nước ép anh đào thường xuyên giúp tăng cường thời gian và chất lượng giấc ngủ. Tốt nhất là bạn nên chọn quả anh đào tươi hoặc nước ép không chứa đường. 9. Rong biển. Rong biển có khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ nhờ chứa tryptophan, có khá nhiều cách chế biến rong biển, vì vậy bạn có thể dễ dàng đưa nó vào chế độ ăn để hỗ trợ giấc ngủ. 10. Ngũ cốc. Nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm giúp dễ ngủ, các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch hoặc bánh mì nguyên hạt sẽ là lựa chọn lý tưởng. Ngũ cốc cung cấp carbohydrate phức hợp giúp tăng cường sản xuất serotonin, hormone thư giãn và thúc đẩy giấc ngủ. Yến mạch cũng chứa melatonin, cũng giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng mất ngủ. Mật ong. Nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm giúp dễ ngủ, hãy thử thêm mật ong vào khẩu phần của bạn. Mật ong chứa insulin, giúp não bộ giải phóng tryptophan. Ăn một ít mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn và ngủ ngon hơn. Ngoài ra, mật ong còn hỗ trợ chức năng tiêu hóa hoạt động tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch và góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Bạn có thể uống một cốc nước ấm với mật ong hoặc uống trà thảo mộc mật ong để dễ ngủ. Đơn giản hơn,
Bạn chỉ cần dùng trực tiếp một muỗng cà phê mật ong là đã có thể giúp cải thiện tình trạng mất ngủ. Cải xoăn. Cải xoăn là thực phẩm không thể bỏ qua trong việc làm đẹp da và chữa mất ngủ. Nó cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin K, A, C, cùng với khoáng chất như magie và canxi giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Atiso. Các chuyên gia cho biết ăn atiso có thể giúp trị chứng mất ngủ. Hoa và lá atiso chứa flavonoid giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi, từ đó cải thiện giấc ngủ. Hơn nữa, atiso còn chứa sắt giúp giảm lo âu và hỗ trợ thư giãn, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Trái kiwi. Kiwi là trái cây có hàm lượng calo thấp, không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà còn được chứng minh có khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Kiwi được coi là một lựa chọn lý tưởng để bổ sung trước khi đi ngủ và cũng giúp giảm tần suất thức giấc vào ban đêm. Rau nhút. Rau nhút cũng là một lựa chọn phù hợp cho những ai gặp vấn đề về giấc ngủ. Theo đông y, rau nhút có tác dụng an thần, hỗ trợ điều trị mất ngủ và khó ngủ. Ngoài ra, rau nhút còn giúp thanh nhiệt, giải độc, chữa nóng trong người, cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu và táo bón. Loại rau này đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, giúp nhuận tràng và lợi tiểu. Những thắc mắc về thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ đã được giải đáp phần nào. Hy vọng video này đã giúp bạn đọc hiểu rõ những loại thực phẩm nên ưu tiên để cải thiện tình trạng mất ngủ. Nếu bạn gặp phải tình trạng mất ngủ kéo dài, đừng chủ quan, hãy đến bệnh viện để thăm khám và nhận phác đồ điều trị phù hợp từ bác sĩ nhé!